qua nhiều giai đoạn lịch sử, trước năm 54, trước năm 75 và hiện nay vẫn cùng chung một xã Điền Môn. Kính chúc mừng mối tình keo sơn thủy chung của hai làng chúng ta. Quá trình thành lập hội đồng hương Cái Môn và những kết quả đạt hái được rất tốt đẹp của quy hội, những mặt đạt được quy hội chúng ta là rất đáng trân trọng. Nhân dịp này tôi xin nêu một điểm nhỏ là người ta thường nói nhất cần thì gì cần gian, nhưng xã Điền Môn của chúng ta sau năm 1975 đã không còn chợ Điền Môn. Đó là một điều thờ lớn của bà con chúng ta tại quê nhà. Xin quý vị hội đồng hương làng Cái Môn cùng chung với hội đồng hương làng Cái Môn làng Bình Dương tại thành phố Hồ Chí Minh có tiếng nói, còn có ý về với cao cấp lãnh đạo ở quê nhà, xin tái lập lại chợ Điền Môn của chúng ta. Video xin kính chào trân trọng, xin cảm ơn quý vị.